Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thảo luận dự luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp sáng 5 tháng 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng dành gần 20 phút để góp ý về những quy định liên quan nhà ở xã hội, nhà tái định cư và cải tạo chung cư cũ. Những góp ý của người đứng đầu đảng bộ thành phố bắt nguồn từ loạt vướng mắc mà địa phương đang gặp phải trên thực tế. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định nhà tái định cư ở Hà Nội thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu. Ông cho rằng thừa theo nhu cầu vì vừa qua một loạt dự án người dân chỉ nhận tiền, không nhận nhà, còn thiếu vì theo luật đất đai phải có nhà tái định cư mới được triển khai dự án. Theo tôi, nên có hướng mở hơn trong luật này, hoàn toàn giao cấp tỉnh có thể bố trí từ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội và ngược lại để linh hoạt hơn. Ông Dũng góp ý. Với thực tế một loạt nhà tái định cư đang thừa, Bí thư Đinh Tiến Dũng đặt vấn đề. Chả lẽ bố trí dân ở phía Tây Hà Nội sang Long Biên nhận nhà tái định cư? Vô lý lắm. Theo ông, đây là vấn đề ách tắc nên các đồng chí ạ. Thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu và vẫn rất ách tắc trong việc triển khai các dự án giao thông, dự án trọng điểm của thành phố. Về trách nhiệm nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, Bí thư Hà Nội đề nghị bổ sung chế tài bắt buộc trong luật về việc các chủ đầu tư này phải đảm bảo việc đầu tư hạ tầng xã hội. Thực tiễn có chuyện làm nhà làm cửa bán xong nhưng quay đi quay lại rất thiếu hạ tầng xã hội trong các dự án, như thiếu trường học, bệnh viện. Có dự án nhà ở 20 năm rồi vẫn chưa xây được trường học, dân thì vào ở kín mít, thực tế đó ở ngay thủ đô, ông Dũng nói. Từ thực tế điều hành ở thủ đô, ông Dũng cho biết thành phố yêu cầu những dự án không đầu tư hạ tầng xã hội sẽ thu hồi lại, đề nghị tiếp tục đầu tư, có thể bằng ngân sách hoặc kêu gọi nhà đầu tư thứ phát khác. Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Bí thư Đinh Tiến Dũng chỉ rõ nhiều bất cập khi chung cư là sở hữu của người dân nhưng lại quy định cải tạo bằng đầu tư công hay việc người dân đóng góp kinh phí kiểm định nhà chung cư. Bây giờ đang muốn cải tạo chung cư, thỏa thuận với người dân để người ta vui vẻ rời đi, lại bảo người ta góp tiền để kiểm định thì vô lý. Chỗ này không cần thiết mà nhà nước nên đứng ra làm, Bí thư Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thông tin từ báo Dân Trí. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, muốn an toàn cho người dân thì nhà nước phải có trách nhiệm, nguồn vốn dành cho việc cần thiết thì nhà nước bỏ ra và nên rộng rãi. Cải tạo chung cư cũ phải gắn với tái thiết đô thị và quy định thời hạn sở hữu chung cư mới giải quyết được vấn đề. Thay vì cách làm cải tạo từng tòa nhà chung cư thì nên cải tạo chung cư theo từng khu. Bí thư Đinh Tiến Dũng nêu ví dụ, nơi nào có 4 đến 5 tòa nhà chung cư cũ, mỗi tòa nhà từ 4 đến 5 tầng thì khi đầu tư xây dựng lại, chỉ làm 1 đến 2 tòa và làm cao tầng hơn, còn bên dưới để làm không gian thương mại và dịch vụ, tầng hầm, bãi đỗ xe. Làm như vậy người dân sẽ có không gian sống đảm bảo hơn và nhà đầu tư cũng có lợi ích, còn cách làm cuốn chiếu như hiện nay là không ổn. Về đề xuất quy định thời hạn nhà chung cư mà nhiều đại biểu phát biểu, Bí thư Đinh Tiến Dũng cho rằng, khi quy định chung cư có thời hạn, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống người dân, cưỡng chế di dời khi chung cư xuống cấp, nguy hiểm cũng là bình thường vì lợi ích của người dân. Khi chưa đến thời hạn hoặc sát đến thời hạn rồi mà chung cư xuống cấp, người dân tự nguyện đồng tình thì nhà nước cũng đứng ra làm. Vừa qua, Hà Nội lo sốt vó vì sợ rủi ro cháy nổ, nếu mà động đất thì không biết hậu quả thế nào. Bên cạnh đó còn thực tế nhiều nhà lắp ghép, cơi nới nên rất áp lực, lo lắng. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu thực tế. Khẳng định việc cải tạo chung cư phải gắn với tái thiết đô thị, Bí thư Đinh Tiến Dũng cho rằng trường hợp nếu sở hữu chung cư không có thời hạn, đến lúc công trình xuống cấp, hỏng hóc và yêu cầu nhà nước phải có trách nhiệm thì cần phải tính toán lại. Phát biểu thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường bày đồng tình với dự thảo cũ của Bộ Xây dựng theo hướng chung cư phải có thời hạn của công trình. Trong trường hợp chung cư hết thời hạn, kiểm định vẫn tốt thì tiếp tục sử dụng, còn không bảo đảm thì phá dỡ. Nhìn nhận ở góc độ khác, đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng chung cư cũ thấp tầng nếu phá dỡ, xây thêm tầng mới có mức sinh lời và thu hút nhà đầu tư. Nhưng tất cả chung cư sau này đều là chung cư cao tầng. Khi phá dỡ không còn hệ số sinh lời nữa, sẽ không nhà đầu tư nào dạ gì bỏ tiền vào. Vì thế, đến một lúc nào đó, nhà chung cư cao tầng không thể phá dỡ, kể cả hết niên hạn. Vì vậy, đại biểu Hoàng Văn Cường đồng tình với dự thảo cũ của Bộ Xây dựng là chung cư phải có thời hạn theo tuổi thọ công trình. Hết thời hạn, đến kiểm định nhà đó vẫn tốt thì tiếp tục sử dụng, nhưng không đảm bảo an toàn thì phá dỡ. Người mua nhà cũng được hưởng lợi nếu quy định sở hữu chung cư có thời hạn do sẽ giảm giá bán, theo lời ông Cường.
Ông đề xuất cùng với thời hạn chung cư, đất để xây chung cư cũng không giao vĩnh viễn mà cho thuê 50 đến 70 năm. Khi đã thuê thì cải tạo phá dỡ là xong, không liên quan gì đến thu hồi. Tiền thuê đất cũng rẻ hơn tiền giao đất, giúp chi phí đầu tư xây dựng của doanh nghiệp giảm đáng kể, giá nhà ở cũng phù hợp hơn. Ông Cường phân tích. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cũng phân vân về việc dự án luật chưa đề cập rõ việc sở hữu nhà chung cư là vĩnh viễn hay có thời hạn. Ông Lưu nói, theo tinh thần của luật này là sở hữu vĩnh viễn, song nhà chung cư có tuổi đời 50 đến 70 năm tùy theo tiêu chuẩn. Điều này dẫn đến mâu thuẫn khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Muốn cải tạo, chủ đầu tư phải lập phương án bồi thường, bây giờ giá như thế nào? Nếu định giá theo thị trường nhưng một số chủ căn hộ không chấp nhận, giải quyết thế nào? Ông Lưu đặt vấn đề và cho rằng những vướng mắc này đã có trên thực tế, phản ánh thực trạng hàng loạt nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng và nhà nước phải bỏ ngân sách sửa chữa hoặc đàm phán với dân để xây dựng lại. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Thái Bình nêu câu hỏi, chung cư do doanh nghiệp đầu tư để bán không rõ bao nhiêu năm thì sửa. 50 năm nữa, doanh nghiệp đầu tư chung cư không còn nữa, những căn hộ ở đó xuống cấp thì ai sửa? Luật phải có nhiều phương án, như cho bán với thời hạn 30 năm hay bao nhiêu năm thôi, theo quan điểm của ông Thân. Vị đại biểu đề xuất thêm, khi bán phải trích tỷ lệ phần trăm, người ở trong chung cư phải đóng góp để có nguồn sửa chữa và cải tạo, tránh doanh nghiệp không còn thì nhà nước phải bỏ một đống tiền ra sửa. Đại biểu Nguyễn Văn Dương, Tiền Giang cho rằng, việc quy định không rõ nội dung này gây tâm lý lo lắng cho người mua khi không biết thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế là 50 năm, 70 năm hay 90 năm. Cùng tham gia phát biểu thảo luận tại tổ về dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng trên địa bàn thành phố, nhiều chung cư xảy ra tình trạng cư dân tụ tập, căng băng rôn, khẩu hiệu để gây sức ép đòi bảo vệ quyền lợi của mình. Dù Thành ủy đã có nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chương trình kế hoạch về việc này, song việc giải quyết vẫn rất phức tạp và khó vì không có luật để xử lý. Thông tin từ báo An ninh Thủ đô. Trước hiện tượng mâu thuẫn xảy ra tại các khu chung cư, đại biểu Nguyễn Hải Trung cho rằng phải xác định rõ nguyên nhân để không xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Đầu tiên là việc hoàn thiện hạ tầng trước khi cho người dân vào. Trước kia, nhà chưa xong, chưa thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đã cho người dân vào ở và cũng vì lý do này nên không thể cấp sổ hồng, sổ đỏ cho người dân, dẫn đến khiếu kiện. Do đó phải có quy định hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng mới đưa dân vào ở và có chế tài đủ mạnh xử lý vấn đề này. Có những biện pháp như tạm cắt điện, nước. Song đây chỉ là giải pháp tạm thời, thể hiện sự yếu thế của luật. Đã là luật thì chỉ có được và không được làm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh. Đại biểu Nguyễn Hải Trung cho rằng phần diện tích, hạng mục sử dụng chung, riêng phải rất rõ ràng. Cái chung sử dụng vào những việc gì, quyền hạn của cư dân được sử dụng dịch vụ gì. Khi chuyển giao phần chung cư đó, cư dân ở đó phải được biết, bởi có hiện tượng nhiều chủ đầu tư xây dựng xong đã bán, cho thuê, chuyển nhượng cho chủ khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!